xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề những lưu ý khi dùng điều hòa để bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang vào mùa nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Tuy nhiên nếu không sử dụng đúng cách, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây lãng phí tiền tiền, giảm tuổi thọ của máy. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng để người dùng lưu ý trong quá trình sử dụng điều hòa máy lạnh. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Vị trí lắp đặt. Điều hòa nên được lắp đặt ở trên cao để có thể khai thác được tối đa công suất hoạt động. Việc lắp đặt ở trên cao cũng giúp máy lạnh tránh được các tác nhân gây hại như nước, lửa, chất độc hại làm giảm tuổi thọ của điều hòa. Việc lắp đặt ở vị trí quá thấp cũng gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, không khí lạnh thổi trực tiếp vào người sẽ gây ra một số bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Người dùng cũng nên lắp đặt máy lạnh điều hòa ở những vị trí thông thoáng, tránh hướng chiếu trực tiếp của mặt trời hoặc gần các thiết bị có nhiệt độ cao như bếp điện, lò nướng. Thời gian sử dụng, tuyệt đối không bật điều hòa liên tục 24 trên 24. Việc này không chỉ làm giảm tuổi thọ của thiết bị mà còn gây nguy hiểm đến an toàn của người dùng. Việc phải vận hành liên tục trong thời tiết nắng nóng khiến nhiều thiết bị phát cháy do quá tải. Người dùng chỉ nên bật điều hòa khi thật sự cần thiết. Cứ khoảng 8 tới 10 tiếng đồng hồ thì cho thiết bị nghỉ vài tiếng trước khi vận hành trở lại. Nếu chỉ cần làm mát trong thời gian ngắn, người dùng có thể chọn các giải pháp giải nhiệt khác như quạt mát thay vì dùng điều hòa. Việc tắt mở điều hòa liên tục trong thời gian ngắn không chỉ gây lãng phí điện mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị. điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Trên lý thuyết, điều hòa có thể hoạt động ở nhiệt độ dưới 18 độ. Tuy nhiên, các chuyên gia luôn khuyến cáo người dùng duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức lý tưởng là khoảng 26 tới 28 độ. Đây là nhiệt độ lý tưởng với người dùng. Nếu thời tiết quá nắng, bạn có thể dùng thêm một số thiết bị hỗ trợ như quạt, thiết bị làm mát bằng hơi nước thay vì để nhiệt độ thấp. Đối với nhà có trẻ nhỏ, để an toàn cho trẻ khi sử dụng điều hòa, bạn nên cài đặt nhiệt độ lý tưởng từ 25 tới 27 độ C. Theo chuyên gia chăm sóc trẻ nhỏ thì với trẻ con cần phải duy trì nhiệt độ chênh lệch trong nhà và ngoài nhà không quá 7 độ C. Nên bật quạt thông gió khi sử dụng điều hòa, không nên để hướng điều hòa thổi thẳng vào mặt, đầu vì sẽ khiến bạn dễ bị ngạt mũi, khó thở và mắc các bệnh về hô hấp, viêm họng. Sử dụng thêm quạt thông gió khi bật điều hòa sẽ giúp không khí được cân bằng tự nhiên hơn. Tuy nhiên, nếu thời tiết không nóng bức thì không cần thiết phải sử dụng điều hòa. Gió và khí trời tự nhiên, thậm chí là gió quạt vẫn là tốt nhất cho bạn và tất cả chúng ta. Uống nước. Rất nhiều người ngồi trong phòng có điều hòa mát mẻ nên quên cả uống nước. Thực tế, càng ở phòng điều hòa bạn càng phải uống nhiều nước để tránh hiện tượng mất nước. Hiện tượng mất nước sẽ làm suy giảm cơ chế bảo vệ tại chỗ, vệ sinh đường thở của bạn. Những lưu ý về sức khỏe, người dùng không nên sử dụng điều hòa khi vừa ở ngoài nắng vào. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ dẫn đến nguy cơ bị sốc nhiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tương tự việc ra ngoài đường khi đang ngồi trong máy lạnh Người dùng nên tắt điều hòa trước khi ra ngoài khoảng 10 phút, mở cửa sổ để không khí lưu thông vào phòng. Việc này giúp cơ thể làm quen dần với nhiệt độ và không khí bên ngoài, tránh những hiện tượng do sốc nhiệt gây ra như khó thở, ảo giác, mất phương hướng, thậm chí hôn mê. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên sử dụng điều hòa cả đêm, nên hẹn giờ tắt hợp lý. Nguyên nhân là ban đêm nhiệt độ bên ngoài sẽ không chênh lệch quá nhiều với nhiệt độ trong phòng, chỉ cần mở điều hòa đến khoảng nửa đêm là vừa quý vị và các bạn thân mến một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình hưng yên hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau